thưa quý vị học tập tốt đạo đức tốt thể lực tốt tình nguyện tốt hội nhập tốt là những tiêu chí của phong trào sinh viên năm tốt phong trào này được các cấp hội sinh viên từ tỉnh đến các trường cao đẳng đại học trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu đẩy mạnh nhằm tạo môi trường để tuổi trẻ học đường học tập rèn luyện và phát triển toàn diện dưới sự dẫn dắt, định hướng của tổ chức đoàn, hội trong năm 2022, hơn 3.000 lượt hội viên, hội sinh viên, đoàn viên thanh niên, các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã tham gia thực hiện hơn 100 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Qua phong trào sinh viên năm tốt, mỗi năm, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đều bình chọn tuyên dương 5 tập thể và 10 cá nhân sinh viên năm tốt là những tấm gương vượt khó, học giỏi, các công trình nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn đây không chỉ là danh hiệu cao quý mà còn là minh chứng cho sự phấn đấu nỗ lực của mỗi tập thể cá nhân sinh viên từ đó thúc đẩy phong trào này phát triển hơn nữa có phần hình thành đội ngũ sinh viên vừa hồng vừa chuyên